Xin chào các bạn. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng đến với bài cuối cùng của chương số 7, đó là bài ôn tập. Vậy thì ở phần đầu tiên các bạn sẽ cùng ôn tập nghe nhé. Listening. Listen and draw lines. Ở bài nghe này thì người ta yêu cầu mình là nghe và nối, đúng không nào? Người ta cho mình tên của những nhân vật như là Cousin Jane, đây, vân vân ở phía sau này. Và có những cái địa điểm khác nhau, đúng không nào? Những cái nhà khác nhau. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng nghe với cô nhé. Look at the pictures. Listen, there is one example. Hey Cody, what are you doing tomorrow? Ví dụ. Hey, I'm going to see my uncle. Do you want to come with me? Sure. Where does your uncle live? He lives in a mansion in Greenwood. Wow, a mansion? Awesome. Can you see the line? No. This is an example. Now listen and draw lines. 1. Hi Jan, do you want to go swimming on the weekend? Sorry, I can't. I'm going to see my cousin Jane this weekend. Oh, where does your cousin Jane live? She lives in a bungalow in Maple City. Oh, okay. Bungalow in a Maple City. 2. Paul, we're going to see your Grandpa John tonight. Okay, where does Grandpa John live? He lives on a houseboat in Lake Town. Houseboat? Wow, cool. In a lake town. Mine. 3. Hello? Hi, Mai. I'm on the street now. Which house is yours? Oh, it's the one with white walls. Hmm, there are two houses with white walls. Oh, it has a pink door. Ah, I see it. It has the pink door. 4. This one? Hello? This is Lisa Brown. I have a delivery for you, and I'm on your street. Which house is yours? My house is the one with the white walls and the red roof. Sorry, there are two houses with white walls and red roofs. Which one is it? Oh, it's the one with blue curtains. Can you see it? Yes, I see it. I'll be there soon. Rồi, thế thì bài này về nhà chúng mình sẽ làm lại cho cô nhé. Các bạn nghe lại này, tại vì bài này thông tin nó cũng khá là khó nghe. Thế thì bây giờ chúng mình về nghe lại xem là trước khi nghe thì có thể là xem lại phần từ mới này, đúng không? Các loại nhà, rồi các loại cửa, rồi thì màu sắc, rồi thì những cái rèm cửa thì đọc là gì, cái cửa ra vào thì đọc là gì, đúng không? Thì chúng ta sẽ nghe xong rồi chúng ta nối cho cô nhé. Thì về nhà mình có thể luyện tập thêm phần nghe đấy được chưa nào? Chuyển qua phần tiếp theo thì chúng ta có phần bài đọc và bài viết. Vậy thì chúng ta cùng đọc đề bài này. Đề bài ngày hôm nay yêu cầu là mình đọc đoạn văn ở dưới đây và chọn cái đáp án đúng nhất, đúng không nào? Best answer. Đây là cuộc hội thoại giữa Tom và Lucy. Mình có câu ví dụ đầu tiên thì người ta làm cho mình rồi, bỏ qua nhá. Không phải làm nữa đâu. Câu 1 này. Cô có Lucy nói là the cloth one please touch something in the back. How does it feel? À. Tôi sờ thấy một vài cái gì đó trong túi, đúng không? Và nó có cảm giác như thế nào vậy, đúng không nào? How does it feel? Vậy thì cô sẽ có chủ ngữ phải bắt đầu bằng it, đúng không? It feels smooth, đúng không nào? It feels smooth. Vậy thì ở trong ba câu này, câu A, B, C thì cô chỉ thấy có mỗi duy nhất là câu A nó có chủ ngữ là it thôi. Vậy nên là cô có thể khoanh luôn vào đây nhá. Yeah! Đó, dễ rồi đúng không? Câu 2, Lucy nói là okay, what's that? My uncle lives on a houseboat in Rivertown. Oh, what is it? Đúng không? What is it? Thì mình phải có là I think it's a marble, hoặc là it is a gì đó, đúng không nào? Vậy thì cô chỉ có ở đây là người ta cung cấp cho mình về thông tin đó là cái gì thôi, đúng không? Trong câu hỏi của cô đang có là à đây là cái gì vậy, đúng không nào? What is it? Được chưa? Thế thì câu A, B, C thì cô chỉ có câu B là cung cấp cho cô thông tin là đây là hòn bi, đúng không? Thì cô sẽ khoanh câu B nhé. Yeah! Câu 3 thì Lucy nói là your turn, how does it feel? À, đến lượt của bạn rồi, nó cảm nhận như thế nào vậy, đúng không? Thì cô sẽ có là it feels. Các bạn nhìn thấy câu 1 với câu 3 giống nhau không? Câu hỏi của cô giống nhau này, how does it feel, đúng không nào? Và câu trả lời thì chắc chắn là tương tự rồi, it feels. Vậy thì câu A, B, C, cô nhìn thấy có mỗi câu A là có it feels, đúng không nào? Thế thì cô sẽ khoanh câu A nhé. Yeah! Rồi. Thế thì phần bài này để luyện tập thêm thì chúng ta có thể làm thêm bài tập hoặc là chúng ta có thể làm lại bài này, được chưa nào?
Chúng ta chỉ cần biết cách trả lời được, đúng không nào? Chủ ngữ bắt đầu là gì, động từ ra sao thì chúng ta có thể là khoanh luôn được đáp án rồi các bạn nhé. Phần tiếp theo này. Ở phần tiếp theo trong bài ôn tập ngày hôm nay thì người ta cho mình một trò chơi, đó là trò chơi XOR, đúng không nào? Luật chơi như sau, chúng ta có hai đội này. Chúng ta sẽ lần lượt chọn những cái ô này ở đây và các bạn nhớ là chọn những cái ô nào thẳng hàng để các bạn chiến thắng, được chưa nào? Thế thì trong phần trò chơi này chúng ta cần phải lưu ý cho cô bốn câu hỏi như thế này. Ở cái ký hiệu đầu tiên thì cô có hình màu xanh nước xanh lá cây, hình tam giác, đúng không? Cô có câu hỏi là can you get me the plates? Do you want the paper ones or the plastic ones? Bạn có thể đưa tôi được cái đĩa được không, đúng không? Bạn muốn cái đĩa giấy hay là cái đĩa bằng nhựa, đúng không nào? Và chúng ta đưa ra câu trả lời là the paper ones. Số 2 thì cô có hình tròn màu xanh nước biển. Cô có câu hỏi là how does it feel? It feels smooth. Được chưa nào? Câu 3 thì cô có là which house is yours? Cái nhà nào là của bạn vậy? Được chưa nào? Cái nhà mà với cái cánh, với cái hàng rào màu xanh ấy. The one with the black fence. Và câu cuối cùng thì cô có cấu trúc câu là where does Aunt Vicky live? Dì Vicky thì sống ở đâu vậy? Đúng không nào? She lives in a house in Lake Town. Cô ấy thì sống ở một ngôi nhà ở Lake Town. Được chưa? Thế thì các bạn đến ô nào? Các bạn ví dụ như là mình đánh ở ô này đi. Đây. Thì mình nhớ là mình hỏi xong, trả lời xong thì mình sẽ được đến lượt đội kia, đúng không nào? Và sau đó thì có thể là mình đánh ô này, hoặc là tiếp theo là ô này chẳng hạn, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta sẽ chiến thắng nhá. Thì phần trò chơi này rất là khuyến khích các bạn chơi để việc là chúng ta ôn tập lại được từ mới và cấu trúc câu trong toàn bộ chương này. Thế thì ngoài cái phần nghe, đọc, viết vừa nãy thì các bạn có thể là chơi trò chơi này cho cô được chưa nào? Chuyển qua phần tiếp theo thì cô cũng không có gì phải đáng chú ý cả. Đây là phần tổng kết chương học thôi. Vậy thì sau chương này thì các bạn học được những gì? Thì đầu tiên là các bạn có thể nói được ai sống ở đâu. I can say where someone lives. Thứ hai là có thể miêu tả được những cái ngôi nhà khác nhau. I can describe houses. Số 3 là cô có thể nói về những cái đồ vật và những cái cảm giác, có nghĩa là cái đồ vật đấy nó như thế nào, đúng không? Nó mềm hay là nó cứng, đúng không nào? Thì có thể nói là I can talk about how different things feel. Và cuối cùng thì có thể nói là đồ vật được làm bằng cái gì, được chưa? What things are made of. Đấy. Thế thì sau bài này mong rằng là các bạn về ôn tập thật nhiều cho cô để chúng ta có thể đạt được hết những cái mục tiêu mà bài học đã đưa ra nhé. Rồi, thế thì phần này cũng là phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài sau nhé. Bye bye.